Hôm trước lên sóng cái Creta đặc biệt thì anh em bảo là tính năng an toàn tương đối ít. Ít là đúng rồi, bây giờ anh em cứ đập cho tôi thêm 50 triệu nữa lên phiên bản cao cấp thì chắc chắn là tính năng an toàn ok hơn rất là nhiều. Anh em sẽ có thêm một cái đồng hồ phía sau vô lăng rất đẹp, thêm gói Hyundai Smart Sense có cả giữ làn, cả cảnh báo điểm mù, có cả đâm phòng tránh đâm va phía trước, đúng không? Đấy chính là những gói an toàn cao cấp rồi, và thường sẽ chỉ xuất hiện trên những mẫu xe cao cấp thôi như chiếc Creta này. Creta thì sẽ có 3 phiên bản cho anh em lựa chọn. Tiêu chuẩn, đặc biệt thì mình lên hết video rồi, hôm nay còn chiếc xe cao cấp này nữa. Giá ở thời điểm hiện tại tháng ngâu 740, giảm luôn cho anh em 48 triệu trên hóa đơn, tức là chỉ thanh toán có 692 triệu thôi. Được tặng cái camera từ Hyundai thành công, đâu đó khoảng tầm hơn chục triệu, với lại gói phụ kiện. Anh em cứ đọc đúng part như ô tô, có thêm gói phụ kiện cho anh em nhé. Phim sàn với lại bọc vô lăng, cơ bản có đủ hết. Còn đây là phiên bản cao cấp. Đối với phiên bản này thì anh em nhìn từ bên ngoài nó sẽ tương đối giống phiên bản đặc biệt, nó chỉ khác nhau nhiều bên trong thôi. Được cái cụm đèn này nó là đèn full LED, nhưng mà anh em lưu ý nhá, cái LED của Creta này nó chỉ là cái LED chia khoang chia tầng nhìn cho đẹp thôi, chứ còn nó không có bóng projector, nên là cái khả năng tụ quầng sáng này cũng như khả năng mặt cắt của nó rất là kém. Nếu mà ngon nghẻ thì anh em nhấc một trong hai quả này ra cho tôi. Nếu mà hay phải đi đường trường thì anh em lên quả Bifa, còn nếu mà anh em nào đi trong phố là chính thôi, lên Bicốt. Còn nếu anh em nào mà dân chơi cả, chúng ta lên cả hai quả bi, giá đâu đó khoảng tầm hơn chục triệu để căng đét. Phía dưới đắp máy này, cả ba phiên bản đều sử dụng khối động cơ 1.5 lít đi kèm với hộp số tự động vô cấp, tự động thông minh gì đấy, ICVT, tức là kết hợp giữa cả buli dây đai và bánh răng. Trên lý thuyết thì cái hộp số này nó sẽ giúp cho chúng ta đi có cái cảm giác lái nó thích hơn so với cái CVT dây đai truyền thống, nhưng mà nó lại cũng không giật như trên cái bánh răng thông thường. Ở phần bên hông này là răng phay cắt, gương chỉnh điện cục điện, bản này là có thêm cả cảnh báo điểm mù trên gương, được không? Còn cái này thì cơ bản quá rồi, bây giờ i10 nó cũng có thôi, chìa khóa thông minh. Anh em nhìn cái thiết kế ở Creta này, phải nói là nó rất vuông vức. Cái thời điểm mà Creta ra mắt ấy, được mệnh danh là tiểu Tucson rồi là Urus châu Á linh tinh cái gì đấy, nhưng mà phải công nhận nó cũng đẹp thật sự. Đấy. Còn với cái cụm đèn hậu này thì cho đến bây giờ tôi nói thật, chả giấu với anh em là cái đèn này nó sẽ sáng lên, nhưng mà nó là cái chữ gì tôi không biết, mặc dù đây chắc chắn nó là một cái chữ tượng hình. Có cảm biến lùi này, có cam lùi đầy đủ, và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà anh em nên quan tâm một chút. Cả ba bản nó sẽ tiêu thụ giống nhau thôi. Với khối động cơ 1.5 lít mà đi kèm hộp số như vậy ấy, thì nó sẽ tiêu tốn đâu đó khoảng tầm 7,3 thôi, tính hẳn 9 lít, 8 lít rưỡi đường Hà Nội, đường đô thị, được chưa? Ngoài đô thị anh em chạy đường trường khoảng 5 lít, còn nếu mà hỗn hợp thì đâu đó khoảng tầm 6 lít rưỡi, 7 lít. Mở từ xe máy cốp nào. Creta tất cả ba phiên bản đều là cốp cơ hết anh em nhá. Mở bằng cơm. Ôi cốp rộng cả. Đấy, cốp rất rộng luôn. Là răng vẫn là răng sắt. Rồi, cốp này thì anh em thoải mái để đồ luôn, nhưng mà nó sẽ không có cái khay chỗ này đâu, nên là cảm giác là để đồ phát nó hụt một phát xuống đây luôn nhá. Rồi, mời anh em chúng ta vào trong khoang nội thất đi ạ. Đây là khoang sau nhá. Một sự nâng cấp tuyệt vời từ Kona về cái việc nó rộng này, nó thoáng này, nó ngả lưng thoải mái. Ngày xưa mà anh em đi Kona thì phải nói là mọi thứ đều ổn trừ cái hàng ghế thứ hai, nhưng mà bây giờ thì phải nói Creta quá ok. Hàng ghế sau này anh em vẫn sẽ có cửa gió điều hòa, có cổng sạc điện thoại, có chỗ để điện thoại, rất là thoải mái. Có cả kệ thì tay. Đó. Chính là Hyundai là rất hiếm xe trang bị kệ thì tay hàng ghế thứ hai nhá. Hình như sedan là không có con nào có đâu. Đó. Có cái kệ thì tay này thì khi mà mình đi đường trường ấy, mình sẽ có cái cảm giác nó thoải mái hơn, có chỗ để tay này, có khay để cốc kia các thứ. Nếu mà anh em để ý kỹ hơn, hãy nhìn vào phần mặt ghế cũng như là phối ghế này. Chất liệu ghế của bản cao cấp cũng khác hẳn so với hai phiên bản kia anh em nhé. Và ghế này hoàn toàn là ghế thông gió hết. Đấy, mình ngồi cái này nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều so với việc mà anh em dùng cái ghế đặc không có thông gió ở trên phiên bản đặc biệt hay là phiên bản tiêu chuẩn. Rồi, bây giờ thì mời anh em chúng ta lên khoang cabin nhé. Ok, đây là khoang cabin. Phanh tay điện tử. Start-up khởi động thông minh này. Và trên cái phiên bản cao cấp này, cái lúc mà nó lộ thông số ra ấy, thì nghe nói một ghế điện, nhưng cuối cùng là ghế cũng điều chỉnh bằng cơm hết. Anh em hãy để ý giúp tôi này, trên phiên bản cao cấp thì chúng ta còn có một cái rất hay. Đấy là ngoài cái màn hình giải trí như thế này, cực kỳ ok, cực kỳ đẹp, có Apple CarPlay, có Android Auto, đấy, có đầy đủ hết. Thì chúng ta còn có thêm một cái nữa là cái màn hình digital phía sau vô lăng. Cái màn này tôi cảm giác như kiểu mang từ Tucson xuống hay sao. Đẹp thế nhỉ, công nhận là đẹp. Vô lăng bọc da rất cẩn thận, có cruise control này, có hỗ trợ giữ làn này. Giữ làn này là chỉ có trên phiên bản cao cấp thôi nhá, bản hai bản kia là không có đâu. Ở khu vực này thì sẽ liên quan đến màn hình giải trí này, rồi là điều hòa tự động. Điều hòa sẽ là điều hòa auto tự động rồi nhá, dùng rất là sướng.
chỗ này thì để đồ, để nước, nước để khay các thứ thoải mái. Ở đây có mấy điểm mà tôi phải nói là cực kỳ đáng khen. Đầu tiên này, anh em nhìn này, làm mát ghế, thấy không? Ở Việt Nam nhá, nó có cái tính năng này vào trong cái mùa hè, cộng với cái ghế thông gió này thì tôi nói thật với anh em, nó gọi là quá là vô địch trong cái tầm tiền luôn. Có cái làm mát ghế này cực kỳ sướng, mùa này ngồi rất sướng. Và cái ăn điểm hơn ấy, nó nằm ở chỗ này này. Phanh tay điện tử với chức năng auto hold. Phanh tay điện tử là rất ngon rồi. Có auto hold thì anh em đi đường trong phố mà dừng chờ đèn đỏ thì nó còn thuận tiện tuyệt vời hơn rất là nhiều. Thì đây chính là một số các trang bị mà liên quan đến cái Creta cao cấp. Xin phép nhắc lại option trang bị trước so với phiên bản đặc biệt anh em nhé. Anh em thêm cho tôi khoảng 50 triệu từ phiên bản đặc biệt nhảy lên phiên bản cao cấp, anh em sẽ có thêm gói Hyundai Smart Sense, có thêm màn hình đẹp hơn, có thêm bộ ghế da xịn sò hơn. Thì đấy là những cái điểm gọi là có thể coi là điểm chính. Còn giá bán thực tế của bản này thì tôi cũng xin phép nhắc lại một lần nữa, niêm yết là 740, bán thực tế ở thời điểm này chạy ngâu là bán trong tháng ngâu là 692 triệu, tặng kèm cho anh em một bộ cam hành trình mười mấy triệu từ Hyundai thành công. Còn anh em đọc bát nghĩa ô tô thì tặng thêm cho anh em một gói phụ kiện nữa nhá. Anh em có thể lựa chọn dán phim rồi trải sàn rồi bọc vô lăng các thứ. Thì cái đấy anh em là một cái gói riêng, được không? Anh em cứ nhớ phải đọc bát nghĩa ô tô khi gọi tới số hotline này nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều, và nếu anh em quan tâm về mẫu xe này, bảng giá, chương trình khuyến mại, trả góp các thứ như thế nào thì cứ call trực tiếp số hotline mình để phía dưới video. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Xin chào.